Nhân cái câu hỏi vừa rồi á, thì Ngọc Thảo cũng muốn hỏi thêm, tại vì mấy cái số phát sóng trước á, thì chúng ta cũng nói nhiều về những cái tác dụng của đông trùng hạ thảo trong việc hỗ trợ và điều trị khá là nhiều loại bệnh. Thì ngày hôm nay khi mà chúng ta đề cập đến bệnh lý về tim mạch á, thì bác sĩ Phạm Hoa Lan có thể phân tích kỹ thêm về những cái thành phần dược liệu ở trong đông trùng hạ thảo, vì sao mà nó có thể hỗ trợ được những cái bệnh lý về tim mạch trong cái việc mà hỗ trợ điều trị cái bệnh lý này ạ? Vâng, thì chúng ta biết là bệnh tim mạch là bệnh nguy hiểm mà chúng ta cần phải hỗ trợ điều trị bệnh cho nó tốt. Thì rất là trong cuộc sống chúng ta hiện nay phải nói là đông trùng hạ thảo là một cái sản phẩm rất quý hiếm của đất trời và nó đem lại rất nhiều hiệu quả. Vậy đông trùng hạ thảo được xem là loại thuốc bổ dân gian quý hiếm và có nhiều giá trị trong vấn đề là hỗ trợ điều trị bệnh, đặc biệt là bệnh nhân tim mạch, thì có thể sử dụng loại thảo dược này trong việc bổ dưỡng cũng như là trong cái hỗ trợ điều trị bệnh một cách hiệu quả. Và thứ nhất là khi sử dụng đông trùng hạ thảo ấy thì nó giúp mà cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Và chúng ta biết rằng trong cơ thể người ấy, cái đề kháng rất là quan trọng. Khi cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt ấy, thì bản thân có khả năng tự chữa bệnh được cơ mà, 80%. Cho nên tăng sức đề kháng rất là quan trọng. Đấy, cái đấy là tác dụng của đông trùng hạ thảo. Thế tại sao ấy là đông trùng hạ thảo nó có tác dụng là tăng đề kháng, tăng miễn dịch tốt như thế? Bởi vì này, trong thành phần của đông trùng hạ thảo chỉ có ngoài cái dược chính là có lycopene, thế rồi adenosine, rồi polysaccharide vân vân, thì nó có 28 từ 17 19 là các loại axit amin. Đấy, mà cái đây bổ dưỡng cơ thể rất là tốt. Thế ngoài ra có cái lượng mà vitamin rất là phong phú đó, rồi các nguyên tố vi lượng, cái đấy là giúp cho đằng đề kháng miễn dịch, nhưng đặc biệt ấy là nó cải thiện được sức chống mệt mỏi cho bệnh nhân tim mạch. Cái thứ hai là nó giúp cho nuôi nuôi dưỡng phổi và thận. Thế ngoài ra nó có tác dụng là cầm máu, hiệu quả đối với bệnh ho hen suyễn để đờm để dương. Nhưng đặc biệt ở đây tôi muốn nhắc đặc biệt đối với bệnh nhân về tim mạch thì có nhiều cái đặc tính quý giá. Và qua nghiên cứu đông trùng hạ thảo ấy, thì nó tác dụng là giúp mà tránh cái tình trạng là thiếu oxy, và cái đấy là rất là quan trọng, và đặc biệt là chất adenosine. Cái adenosine ấy thì nó giúp cho tăng cường cái tuần 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 hoàn, hay là đông y người ta gọi là khả năng hoạt huyết rất là tốt, và lưu thông máu ấy thì làm cho nó bổ thận tráng dương. Mà chúng ta biết là thận ấy, theo quan điểm của đông y như tây y thì thận rất là vai trò rất quan trọng. Thận nó là chủ thủy, nó giúp cho lọc máu, giúp cho đào thải độc tố ra. Nhưng đặc biệt khi mà lưu thông máu như vậy thì nó đưa oxy đến các tổ chức mô, đến tổ chức tế bào, đến tổ chức não. Cho nên đặc biệt những người mà mắc bệnh tim mạch thì thiếu oxy nuôi dưỡng não, cho nên người sẽ cảm thấy là nó mệt mỏi rồi hay quên, rồi nói chung thì đưa oxy vào chính là cái nguồn cung cấp cho não, rồi ngăn chặn các cái tình trạng khác, rồi ngăn chặn thiếu máu cơ tim đấy, hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái bệnh tim mạch tôi nói nãy rồi nó nguy hiểm, vậy thì cái đông trùng hạ thảo giúp cho cung cấp cái đó oxy cho nó thì tránh được hiện tượng đó rất hiệu quả. Thế rồi nó còn tác dụng này, tác dụng là kháng khuẩn đấy, kháng khuẩn thì kháng virus đấy, và nó sản sinh hồng cầu, thì cái đấy nó giúp cho cũng là tăng cường hồng cầu trong máu, thôi rồi tránh hiện tượng bị nhiễm trùng phổi, rồi ảnh hưởng một số, nó diệt một số virus vi khuẩn đấy. Thế ngoài ra là cái tái tạo tế bào mới, tái tạo và giúp cho huyết áp, là làm sao là hạ huyết áp xuống. Thường là nguy hiểm nhất những người tim mạch là huyết áp cao, mà huyết áp cao thì dẫn đến tình trạng là tai biến, vỡ mạch máu vân vân. Thế bây giờ giảm huyết áp đi chính là tránh cái nguyên nhân hậu hậu hỏa sinh ra. Thì đối với đông trùng thì ngoài ra nó còn tác dụng nữa, tức là nó tác dụng là giảm cái cholesterol, mà cholesterol ấy, lipid ấy, là cái nguyên nhân sinh ra xơ vữa động mạch, mà xơ vữa động mạch thì là nguyên nhân dẫn đến tình trạng là vỡ huyết áp, tắc nghẽn mạch máu não, là cái nguyên nhân nguy hiểm. Vậy nó làm giảm cholesterol đi, giảm mỡ, chứ là giảm cái nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch. Như vậy là rõ ràng là với những cái phân tích rất là chi tiết và cụ thể vừa rồi từ bác sĩ Phạm Hòa Lan, thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái thành phần dược trong cái đông trùng hạ thảo thì hỗ trợ và điều trị rất là tốt cho nhiều bệnh lý, trong đó có bệnh lý tim mạch như trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có đề cập.